Nhằm đảm bảo tiến độ xây dựng công trình sân bay quốc tế Long Thành, một trong những dự án trọng điểm quốc gia, Bộ Giao thông Vận tải vừa yêu cầu các đơn vị khẩn trương rà soát tổng thể các hạng mục để đẩy nhanh tiến độ dự án, bảo đảm hoàn thành dự án này vào quý 1 năm 2025. Hàng trăm trang thiết bị, máy móc, nhân lực được huy động đảm bảo thi công 3K liên tục. Các nhà thầu còn áp dụng công nghệ mới để định vị các tọa độ nhằm rút ngắn thời gian đo đạc ngoài thực địa. Cuối tháng 3 này chúng tôi phải bàn giao được 15 cái vị trí đóng cọc thử cho chủ tư. Thì cái móc này chúng tôi đã hoàn thành và đã bàn giao được cho chủ tư. Và móc thứ hai là vào cuối tháng 5 này chúng tôi phải bàn giao toàn bộ cái zone 1 và zone 2 khu vực trung tâm nhà ga. Đến hết ngày 24 thì tất cả vị trí các cọc thử của zone 1, zone 2 là Vinaconex đã hoàn thành để bàn giao cho nhà thầu khoan cọc vào triển khai gói 5 chứng. Về hạng mục hai tuyến giao thông kết nối, ACV đã triển khai công tác kỹ thuật và đang khảo sát nền móng tại các vị trí nút giao. Theo tiến độ, hạng mục sẽ khởi công vào tháng 12 năm 2022. Hiện nay, nhà điều hành ban quản lý dự án đã hoàn thành với tất cả phòng ốc khang trang. Sau khi triển khai công tác sang nền và thi công, thì chúng tôi đã nhận được thêm khoảng 600 hecta cho hai khu vực này. Tuy nhiên, phần 600 hecta này còn rất nhiều các hộ dân sinh sống ở phía trong và người ta vẫn chưa rời đi. Ban quản lý dự án cũng cho biết hiện mong muốn lớn nhất là tiếp tục nhận được toàn bộ bàn giao mặt bằng còn lại, cũng như di dời các hộ dân nằm trong khu vực đã bàn giao mặt bằng nhưng chưa di dời, để kịp thời triển khai thi công, đảm bảo an toàn và kịp tiến độ như đã báo cáo của chính phủ và các bộ ngành.